Em Nhung xin kính chào toàn thể các cô, chú, anh chị, các bạn đam mê hoa lan trên toàn quốc. Và ngày hôm nay thì em Nhung xin gửi lời chúc đến toàn thể các quý cô, chú, anh chị mình có một kỳ nghỉ lễ ngày mùng 2 tháng 9 hạnh phúc bên gia đình và người thân, và có một kỳ nghỉ thật là ý nghĩa nhé. Hàng nhà em thì vẫn tiếp tục đều đều về và không có kỳ nghỉ lễ nào cả, nên là nhà em làm xuyên lễ. Nếu các bác có thời gian thì có thể là ghé qua shop của nhà em tại địa chỉ là khu đô thị Đồng Mơ, thị trấn Gia Lộc, Hải Dương, để lựa chọn cho mình một cái giò lan, những cái giò lan đẹp để về trưng hoa nhé. Hàng hôm nay thì nhà em sẽ giới thiệu cho mọi người một cái dòng Dendro bà liễu xưa hoa thơm. Dòng bà liễu xưa hoa cực kỳ là thơm, và hôm nay có rất là nhiều những loại size, mẫu mã từ to nhỏ để các bác có thể dễ dàng lựa chọn nhớ hơn nhé các bác nhé. Hàng, tất cả đơn hàng của các bác ạ, trong ngày hôm nay em sẽ tiếp nhận đơn và ngày mai tiếp nhận đơn, và sẽ gửi cho các bác vào ngày hôm sau nữa nhé. Tức là ngày mùng 2 tháng 9 là bên em sẽ không gửi hàng. Bọn em vẫn bán hàng tại cửa hàng, tuy nhiên thì nhân viên nhà em sẽ cho nghỉ vào ngày mùng 2 tháng 9. Nên tất cả các bác chốt đơn hàng hôm nay và ngày mai, bên em vẫn có thể chốt đơn qua điện thoại, nhưng mà hàng thì sẽ gửi cho mọi người vào ngày mùng 3 tháng 9 nhé. Hàng hôm nay thì về rất là đẹp, và trong video này thì em sẽ giới thiệu cho mọi người đến một cái dòng Dendro. Phải nói là nó gọi là quốc sắc thiên hương, và một cái dòng Dendro quốc dân nhất từ trước đến giờ, rất là chạy hàng. Đó chính là dòng bà liễu xưa. Cái lô hôm nay em về là hàng thiết kế tác phẩm nhá. Hàng này hàng chơi Tết rất là đặc biệt. Ngoài ra thì Dendro nhà em còn rất là nhiều những loại hàng khác nữa. Các bác có thể tham khảo video buổi sáng, buổi trưa nay để cập nhật tất cả các màu Dendro nhà em có nhá. Tầm này các bác chơi Dendro là vừa rồi ạ. Thứ nhất là mình chơi bây giờ, dần dần đến bây giờ, và đến cuối năm thì chắc chắn là cái hàng này chơi Tết thì rất là ưng ý luôn. Đấy, em sẽ giới thiệu đến cái dòng bà liễu xưa trong cái phiên ngày hôm nay, tại vì nó sẽ là cái dòng hàng vừa mới về hot hit nhất trong cái lô hàng ngày hôm nay. Và nó sẽ có rất là nhiều mức size khác nhau, nên là em dành riêng để chỉ chị Ân cho mọi người về cái dòng hàng Dendro này. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu cho mọi người đến cái những mức size mà hiện tại nhà em đang bán. Hôm nay nhà em đang bán có 3 loại size chậu nhá các bác nhá. 3 loại size chậu và có 3 cái mức tiền khác nhau. Thứ nhất là các bác có thể nhìn đây là loại chậu phi 12. Loại phi 12 thường là nhà em vẫn đang bán đấy ạ. Chậu đây, chậu phi 12, mọi người nhìn tình trạng cây này. Cây thì cao tầm khoảng gang rưỡi đến gần 2 gang. Đấy, đây là cũng là cái lô hàng nó rất là to, nhiều cây tơ rồi. Còn sang bên đây là chậu phi 16, phi 18. Đây chậu phi 18 đây, chậu phi 18 thì nhiều nụ hơn. Đây mọi người có thể nhìn tham khảo cái chậu phi 18. Rất là nhiều hoa, nhiều nụ. Rất là nhiều thân nữa. Đấy, chậu phi 18 nhá. Hàng phi 18 em rất là đẹp. Và ngày hôm nay nữa, cái dòng trước mặt mọi người đây là chậu thiết kế, chậu này em cũng không biết là chậu phi 30 hay 35 nữa. Nhưng mà một chậu nó phải lùm xùm cực kỳ là nhiều thân cả nhà. Nó nhiều thân lắm. Cho mọi người có 3 cái kích cỡ ở đây để các bác so sánh này, để cho mọi người nhìn này. Nếu các bác muốn lấy hàng to đẹp luôn thì cái riêng cái lô hàng này gọi là một cái lô hàng tác phẩm, siêu phẩm để mọi người sưu tầm. Dù là có cả những cái cây cao nhá, có những cây cao mà ngang đến nách em rồi đấy ạ. Đấy, có những cái cây cao thân cao như thế này, ngang đến nách. Mà các bác biết không, một cái thân cao này á, nó phải ra rất là nhiều mắt nụ hoa. Đến tận đến đây này nó còn đang, đây này, nở đến đây nhá. Những cái mắt nụ từ đây đến đây này là chưa nở tí hoa nào và đang sưng nụ đây này. Cả nhìn, nhà nhìn thấy chưa? Hàng hôm nay phải nói là siêu phẩm với cả nhà. Hoa đang nở rất là nhiều. Một số cây thì thú thực mọi người vẫn đang là cái thời điểm nó hơi nóng nóng ấy, nó bị thui một vài hoa thì cũng không vấn đề gì nhá. Để mọi người hoan hỉ nhá. Và em xin phép báo giá cho mọi người theo từng mức size như sau. Hai loại size này thì các bác vẫn thông thường, vẫn quen rồi. Cái loại phi 12 này em đang bán 60.000 đồng một chậu đúng không ạ? Loại này bán 60.000. Đấy, vẫn là cái dòng em vẫn bán rất là chạy. Chuyển sang loại phi 18, số lượng thân ít ra nó phải gấp đôi, hơn gấp đôi, và cây nó cao to hơn nhiều ấy ạ. Cây cao to hơn nhiều và đang có nụ hoa. Cái chậu phi 18 này em đang bán là 170.000 nhá. Hàng Tết riêng loại này không bao giờ dưới 200.000 luôn. Hàng Tết cái loại này phải từ 200 đến 220, nhưng đợt này vẫn đang là cái chương trình chuyên bán 170.000 thôi. Đây là loại phi 18 Dendro bà liễu xưa. Còn cái loại VIP mà ngày hôm nay em xin phép giới thiệu cho mọi người, đây chính là những cái chậu phi, em chẳng biết là phi bao nhiêu, em cũng chưa đo đâu. Đây, cái này nó rơi tầm đây, cũng phải đấy, so bàn tay vào ấy. To lắm, mà cũng chẳng cần quan tâm đến size chậu đâu. Bởi vì cái lô hàng Tết năm ngoái em nhập ấy, nó không to được như thế này luôn. Năm ngoái em nhập vẫn còn mấy cái chậu mà em treo ở góc này này.
bán không còn một chậu nào luôn nhá mọi người nhá. Mà hồi đấy bán 650 700 nghìn một chậu cơ. 650 700 nghìn mà không to được như thế này luôn. Hôm nay em sao em không biết là cái vườn này xong rồi người ta lại xuất cái lô này nó rẻ nó đẹp thế cơ. Không tin nổi luôn. Đẹp lắm, nói chung là đẹp mỹ mãn luôn. Đẹp dã man. Nếu các bác lấy những hàng chậu cao cao này nhá là ít thân hơn, còn nếu mà lấy cái chậu thấp thấp lùm lùm này là hơi bị nhiều thân đấy. Đấy các bác nhá. Và hôm nay em xin phép đọc giá nha, các bác hơi bị sốc luôn nhá. Một cái chậu bà liễu xưa thiết kế tác phẩm như thế này em xin phép bán chỉ có 550.000 đồng một chậu thôi. Năm ngoái Tết 650 một chậu, không đẹp như thế này. Không đẹp được như thế này luôn. Năm nay em bán một chậu này là 550. Đây. Hàng này bao chất lượng nhá, siêu đẹp. Em khẳng định mọi người nhá, cái lô bà liễu xưa này không làm các bác thất vọng đâu. Các bác đến từ cái này, các bác nào ở gần hoặc gửi xe thì tiện nhất. Còn nếu mà gửi theo đường shipper ấy, thì thú thực là nó vừa khó cho bọn em đóng gói, và thứ hai là tiền cước các bác hơi cao. Nhưng mà em vẫn phục vụ các bác tới cùng. Dù là các bác đam mê hoa lan ở tận miền Nam Tổ quốc, bọn em vẫn gửi hàng bình thường nhá. Nhưng mà em nói vấn đề đây là nếu mà các bác mà ở gần hoặc là ship theo đường ô tô thì nhận hàng thì rất là nhanh. Đấy. Còn cái lô hàng này về chậu nào chậu đấy rất là đẹp. Nếu các bác muốn xem dáng cây hay gì đó thì có thể kết bạn qua Zalo em chụp hình cho. Nhưng mà chậu nào chậu đấy cũng rất xem nhau cả nhà. Em thấy 10 chậu gần như một. Nếu các bác muốn lấy chậu lùm lùm thì thân thấp thấp, nhưng nếu mà những cái chậu cao cao vút vút nhỉ, nó ít thân hơn một chút xíu đấy. Nó ít thân hơn một chút xíu nhưng mà cao lắm. Hôm nay có một cái chị đến mua lan em chụp hình mà nó cao gần bằng người chị rồi. Tại vì chị hơi thấp. Đấy ạ. Cái bà liễu xưa hôm nay rất là đẹp, có 550 thôi. Cái này là chưa bao gồm tiền phí vận chuyển các bác nhá. Phí vận chuyển khách trả nhá. Đẹp dã man con ngan. Nói thật là nhìn sang cái chậu này á, và nhìn sang những cái chậu này thì phải nói là trồng cũng khá là lâu mới phát triển được to như thế này. Nên nếu mà các bác có tài chính ấy, thì em nghĩ là các bác nên mua một chậu to. Còn nếu mà mình muốn mua hàng sưu tầm thì mình chơi cái hàng nhỏ nhỏ kia cũng 60.000 thôi. Em xin nhắc lại một mức giá này. Loại chậu phi 12 60.000, loại chậu phi 18 170.000, và loại chậu phi này, chậu to đi, gọi là chậu thiết kế đi, 550 nhé. 550. Mà chắc chỉ tầm này với có giá này thôi. Chứ còn đến khoảng mà vào mùa hoa mà làm hoa Tết thì đúng là chắc là nó cũng phải rơi vào hơn 600-650. Chứ có tầm này là cái tầm mùa hè đang bán ế thì chắc là nhà vườn người ta vế xuất giá này. Chứ em thấy là cái giá tiền nó cũng quá rẻ cho một cái chậu lan siêu đẹp như thế này. Đẹp lắm. Hôm nay bông hoa trắng tinh, lưỡi đẹp. Đó, các bác có thể nhắn tin qua Zalo hoặc gọi điện chốt đơn nhá. Hàng rất là đẹp luôn. Và mọi người đừng quên là follow kênh của em nhé, để cập nhật những dòng mẫu mã lan mới nhất nhé. Bà liễu xưa vẫn là dòng chất nhất trong tất cả các dòng Dendro.